Ông mời hãy cởi nhờ mình vô trong mòn ngồi Hello anyone and now I'm staying in a house and for retirement for the old people and they have the children and family in Hiệp Đức, Quảng Nam, Vietnam and this one and a house, the big house for all anyone don't have a family and a kids and they need to wait for food and that's when they can come here and all the people, the Vietnamese here together to take care for them. Xin chào các bạn quay lại với kênh Eric Discover and hiện tại là Eric đang ở Hiệp Đức, Quảng Nam, khu dưỡng lão Hiệp Đức. Nơi đây là một nơi một khu nhà nghỉ để chứa những các anh chị lớn tuổi, không có con cái, không có người thân ở đây. Đây là một tiếng nói kêu gọi, mong là cái thông điệp này sẽ truyền đi cho các bạn trong nước và ngoài nước, nếu ai có những cơ hội thuận tiện hay là có lòng thương hại cho những các bác, các cô khi lớn tuổi không có người chăm sóc thì anh chị có thể tài trợ tới khu dưỡng lão Hiệp Đức tại Quảng Nam. And đây là hôm nay là một phần quà nhỏ nhỏ, thì xin giúp một bàn tay cho các cô chú ở đây sẽ có những bữa ăn thật là thoải mái hơn, giống như là mình chia sẻ một cái thông điệp tình yêu thương cho mọi người. Yeah. And ở đây là chúng em chỉ có xin là mì gói and gạo and everything. Yeah. Xin mời các bạn đừng nghỉ máy, ok. Eric sẽ tới trong giây phút. Ok, xin chào các bạn. Bây giờ nhóm The Hot Chat Team cộng với nhóm Quảng Nam, QA Quảng Nam sẽ cùng đi đến chung tay giúp cho hội dưỡng lão Hiệp Đức nha. Giờ chúng ta follow and coi cuộc sống hàng ngày các cụ sinh hoạt như thế nào. Hãy đi cùng Eric nha. Ở đây các bạn cũng thấy đây, ngoài ra những đây là khu dưỡng lão, nhưng mà ở đây họ cũng có trồng những cái khu sinh thái. Và ở đây là đây là những các cụ nằm ở đây. Đây có các cụ nằm ở đây. Cho hai bé con. Dạ, chào cụ. Dạ. Giờ chúng ta hãy tới phòng ăn của các cụ nha. This is the room and for the video meeting. Đây là nơi các cụ không có người ăn lên dân sân trong, giống như là không đi ra được, các cụ sẽ ngồi trên ghế không chăm sóc. This one only the handicapped people to stay in the car, and I tell you the truth, this so yeah, a lot people and they need the help, and a lot các cụ cần rất là nhiều người tới để giúp đỡ các cụ để cho các cụ có những ngày sống được hạnh phúc trong những ngày cuối đời. They try a lot people and need the help over here. Mama, yeah.
Cụ ngồi đây nha. Cụ ngồi ở đây nha, ngồi nha. Cụ ngồi bên này. Các cụ ở đây rất là cần nghĩ các bạn à, và cần rất nhiều sự giúp đỡ của các bạn từ mọi người. Mày Dư ơi, về ăn nha. Về ăn trưa. Đi, ngon lắm nè. Anh ấy đi chơi rồi, ngon thon rồi. Dạ, cho anh gửi không dạ. Dần dần như tại lúc này tại cái điều sát thiệt nhỏ ra. Ồ, này phải xé thiệt nhỏ. Tại vì mà ăn là ăn sớm. Chuyện ăn lắm. Ưu tiên mà ăn trước. Này còn xé nhỏ nữa ra nè. Hello, xin chào các bạn quay lại with Kent Eric Discover. Hello anybody in the USA and DC. My name is Hong, Eric Nguyen. I'm from the Vlog and Eric Discover. Today I come to the house and rotate and all the people, the old people, and they don't have a family and they need something to have right here. Now I stay here with the lady named Chang Tiller and ran the house Hiệp Đức Quang Nam, Việt Nam. Xin chào các bạn quay lại với kênh Eric Discover. Hiện tại là bây giờ Eric đang ở khu hiệp dưỡng lão Hiệp Đức à, và đây là chị coi về các cụ ở đây. Ở đây là những thêm biết là những cụ ở đây là những cụ bệnh tật già yếu không có gia đình chị nhà nước hỗ trợ được không hay là những cụ này là không được nhà nước hỗ trợ nha các bạn. This is and they can stay by themselves. No, the government cannot help them. That's why I just want to transfer exactly look like what she said. And theo chị thì nguồn sinh hoạt như thế nào khi chị ở đây, chị làm như thế nào để chị có những cái nguồn chi phí để mà giúp đỡ cho các cụ? Chị có thể nhìn vô không? Mình ở đây là nguồn kinh phí chính là của gia đình. Sau đó là có cấp mạnh thường quân đến khi thấy đông hoàn cảnh các cụ rất là khó khăn thì cùng chung tay chia sẻ, giống như đoàn từ thiện của mình hôm nay đến cho các cụ gạo một bữa ăn, như vậy là đồng nào chia sẻ cái sự lo lắng về thu chi vất vả của người đứng đầu của trung tâm. Giống như hôm nay tụi em cho tới 500 kg gạo thì theo chị nghĩ là 500 kg gạo có thể ăn được bao lâu? 500 kg gạo một tháng ở đây là ăn được 350 kg. Okay. I just asked her, I give her the 1,000 pound price and how much they can use for 1 month. And she say 1 month over here they need 700 pound rice and tương đương tới là 350 kg tại Việt Nam. And she need the help because everything is just over here, they don't have a government. She can try by herself and try how to make money and take care for all the people over here. Also, sometimes they have some people they donation everything, food, everything brown, or everything they can donation and she can take it and she can do for everything. She can try help the all the people right here. Eric xin hỏi chị thì chị nói là một tháng ở đây chị sẽ cần nhất là 350 kg gạo. Ngoài ra thì trong những phần chủ yếu là do gia đình, có thể là do những người mạnh thường quân ở đây hay là gia đình của chị hay là
khi chúng ta làm một cái chương trình gì thì chúng ta có nhiều bà con, thì nhiều bà con chúng ta ruột sẽ hép chúng ta một người một chút, có thể người cho rau cho rau, có thể người cho gà, có thể người cho tất cả những gì họ có thể cho. Em xin hỏi một câu là mùa dịch vừa qua thì chị làm sao mà thay thay được các cụ? Mùa dịch vừa qua thì thứ nhất cái dịch đợt đầu tiên là không cho những người ra vào trung tâm, ngay chính nhân viên cũng ở lại đây và chăm sóc kỹ từ sức khỏe cho các cụ ăn uống bồi dưỡng. Trong là trọng thời gian đó là 3 tháng là không tiếp một người khách nào hết, không tiếp một mạnh thường quân nào hết. Thì làm sao chị có cái nguồn thu nhập trong 3 tháng đó? Và ai sẽ giúp chị hay là trong thời gian khó khăn thì gia đình, còn khi không khó khăn thì có mạnh thường quân. Ví dụ trong thời gian gần đây là mở cửa vì nó bão hòa cái dịch cho nên mở cửa đóng thì mạnh thường quân, những lúc mà khó khăn là hết cửa không đóng mạnh thường quân nào hết. Okay, I can transfer for the English. I ask her what the time the COVID very bomb in Vietnam, how she can take care of all the people here, and because you know where the COVID they start, and here everything the company they can close the door and nobody can come out and nobody can come in, and that's why everything the food she can have, that's her family take care donation for her. That's only by herself. Em rất là xúc động tại vì ít có người nào mà sẽ giống như chị mà đứng ra chịu, giống như là mình chịu chấm đứng mũi chịu sào mà lấy một cái con thuyền đi như vậy. Mà một con thuyền này là giống như là sẽ không có một cái tương lai phía trước, giống như là chị phải lệ thuộc vào những mạnh thường quân ở đây. Nhưng mà em chỉ hỏi nếu không còn ai giúp chị thì chị sẽ như thế nào? Không còn ai giúp chị thì tự lực bản thân và gia đình chị cũng sẽ vươn dậy giống như là những năm trước. Giống như mình tranh thủ những cái gì mình có thể, giống như là ở đây chị không coi các cụ là những người ngoài nữa mà chị coi các cụ giống như là những người trong gia đình. I just ask her if nobody can help her, what she can do? And she say if nobody can help her, she no choice, she can stand up by herself and be strong and try help people, because now she don't think all people here and look like a friend, but she think all people here look like her family. That's what I want to share, want a letter for all you guys. Please come together, donation, everything you can do, $100, $50, you can mail, or you can stand to here and help all the old people here. They need so much to help. You know, be honest. I'm very be honest, okay? First, over here, it's very hot. Inside here now, I stay here, you know, I'm from America. And either one, I'm from Vietnam, I cannot stand the hot over here. This is hot, okay? Where the hot, if I cannot handle myself, how people here they can handle by myself. That's one, the first one, we need the air condition. That's one we need some other people have. Second one, that's one that we need the clean. That's the cleanest, this is the number one import for the old people here. They need the cleanest, because cleanest, they don't make people sick. And cleanest, they make people be more strong, or every day they lie, they happy. And third, that's the food. Because if you clean it, if you have air condition, but if you don't have the food, you can die. That's it. Eric muốn thông điệp gửi cho các bạn. Khi Eric bước vô đây á, đầu tiên là Eric có cảm nhận rất là nóng. Một người như Eric mà không có chịu nóng được thì hỏi làm sao những người khác chịu nóng được. Cho nên đó là cái tại sao Eric phải nói những cái câu này ra, là tại vì muốn truyền đạt cho các bạn cái thông điệp. Các cụ đã một đời đã vất vả rồi thì khi về xế chiều chúng ta nên cùng chung tay để giúp cho Hội Dưỡng Lão Hiệp Đức tại Quảng Nam này. Mong sao là năm sau được về sẽ có những cái máy lạnh cho các cụ ở trong nhà ngủ được thoải mái. Eric không có đòi hỏi riêng cho Eric, nhưng mà Eric chỉ muốn share một cái thông điệp thôi.
các bạn có thể together được, chung tay được, thì cái đó là sẽ là một điểm hạnh phúc. Các bạn không chung tay được, các bạn có thể, người có thể cho 100.000, 200.000, 50.000, 30.000, thì chúng ta sẽ góp làm những cánh én, sẽ thành ra những cơn bão. Second one, second one, Eric đang nói tiếng English có nghĩa là cleanest, cleanest có nghĩa là sạch sẽ. Thì các bạn nên nhớ, ở đây một mình chỉ và cũng có thể có 2-3 người phụ trách thì sẽ không thể nào take care nổi 70 người ở trong này. Giờ các bạn nghĩ đi, các bạn có một mình hay có hai người các bạn mà các bạn take care 70 trẻ em thì các bạn sẽ như thế nào? Mình cứ hãy đặt mình dầu vào chỉ một người khác thì mình sẽ thấy được cái nỗi khổ của người ta. Khi người ta chăm sóc mình nhìn, mình nhìn rất là dễ, mình tới tôi cho 1.000 tấn gạo, tôi cho 200 tấn gạo, hay tôi cho 10 tấn gạo, 1 tấn gạo, 500 kg gạo, 100 kg gạo, nhưng mà mình sẽ không có hiểu được cái nỗi khổ của những người người ta thiện nguyện ở đây, họ sẽ chăm sóc như vậy. Tại sao họ phải làm điều đó? Thì họ phải cần chúng ta chung tay. Cái đó là cái điểm sạch sẽ. Cái điểm thứ ba là cái điểm quan trọng nhất, cho dù các bạn có máy lạnh, các bạn có sạch sẽ, nhưng mà các bạn không thể có food, thì chắc chắn cuộc sống này không có duy trì được. Cho nên đây là muốn gửi một lời thông điệp cho các bạn là hãy cùng chung tay. Cho dù các bạn là ai, người Việt Nam cũng được. If you not American, you Vietnamese, you need to have. Or you can have if you are American. Please share your love with anybody. Eric muốn truyền đạt các bạn, chia sẻ tình yêu thương các bạn đến cho mọi người. Chị em hỏi phút cuối cùng là nếu mọi người muốn mà donation cho chị, giống như là muốn chia sẻ chị một chút tình yêu thương, thì họ sẽ làm sao để mà gửi đến những món quà tình yêu thương đến với chị? Rất cảm ơn có Mạnh Quân, các đoàn cũng như em chùa Công Lễ đã đến để chia sẻ tình yêu thương đối với các cụ. Ví dụ hôm nay những bữa ăn cũng đã là sự chia sẻ, hay là đã gọi, còn chia sẻ tình thương là những lời động viên giống như hôm nay. Thì qua cái sự kết nối thì chị cũng muốn sự chia sẻ đó là qua bên em cũng như Công Lễ để truyền tải và đem đến này cho các cụ. Dạ, nhưng mà thôi em hỏi là nếu mà những bạn mà muốn ủng hộ chị về kinh phí là tiền á, thì các bạn sẽ làm sao để mà gửi đến những cái đồng tiền đến thẳng cho chị? Dạ. Nếu các bạn nào muốn thì các bạn có thể liên lạc hai nhóm, hay là sau cái buổi cái video này Eric sẽ đăng tải cái địa chỉ. Em nghĩ là nên đăng tải cái địa chỉ thì nó cũng tốt nhất, thì khi cái tiền bất cứ nước ngoài hay gì họ sẽ gửi về địa chỉ, tại vì tiền nước ngoài nó không có chuyển vô tài khoản được cho chị. Thì chị có thể nói ví dụ mà người ta muốn gửi một món quà nào tới cái dưỡng lão thì chị có cái địa chỉ ở đây không, rồi tên người nhận là ai đó, và chị cho em biết trường hợp là tên người nhận. Của người nhận là giám đốc trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức, tên địa chỉ là thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Người chủ tài khoản mà cũng chủ cái cơ sở này là Trần Thị Lời. Ok. Khi các bạn muốn gửi những món quà hay những món tiền mà từ nước ngoài về hay là từ trong nước thì các bạn nên gửi thẳng. Các bạn nếu mà các bạn Eric nghĩ các bạn nên xin cái số điện thoại, nếu các bạn là người ở Việt Nam thì nó sẽ dễ hơn để liên lạc với chị, để các bạn có số tài khoản chính xác. Số điện thoại của chị là gì? 0917848 848 252 đúng không chị? 0917848 252, và tên của chị là Trịnh Thị Lợi. Thì khi các bạn gửi về, muốn gửi về giúp đỡ tiền bạc thì các bạn có thể gọi thẳng tên chị là Trịnh Thị Lợi, 0917848 252. Các bạn nhớ nha, Eric hơi quên rồi đó. 0917848252. Oh good. Okay, and nếu mà các bạn ở bên American, if you guys on the American, you can send money go to the name Trương Thị Lợi.
TRUONGTSILOI. Đó các bạn là Trương Thị Lời, địa chỉ nó sẽ mấy? Thị Trấn Tân Bình. Oh sorry, her name Trịnh Thị Lời, T R I N H T S I L O E L L O I. And Thị Trấn Tân Bình. Thị Trấn Tân Bình. I can write down and I can write down the exactly the name in the, my video too, and you can direct it. Thị Trấn Tân Bình. Huyện Hiệp Đức. Huyện Hiệp Đức. Tỉnh Quảng Nam. Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Okay. Thank you for you guys watching, and now I cannot waiting because we wait for they eat the food, they wait too long already. And thank you for you guys watch my video, and cảm ơn các bạn, tất cả mọi người đã watch chương trình video của Eric. And xin đừng bấm một cái subscribe nha. Yeah. Phải nói là cảm ơn chuyến đi này. Rồi về Quảng Nam thì con học được rất là nhiều, thấy được nhiều và học được nhiều cho cuộc sống của mình nhiều hơn. Eric mong là sau ngày hôm nay các bạn có thể chia sẻ những cái live stream hay là những cái video với Eric để lan rộng ra cho nhiều người biết về hội dưỡng lão Hiệp Đức hay là những hoàn cảnh nghèo khổ tại Nam Trà My, thì sẽ có được nhiều người sẽ được nở nụ cười hơn, mà chúng ta phải cần những nụ cười của mọi người thì chúng ta cảm thấy đời chúng ta hạnh phúc hơn. Ok, thank you for you guys all, you guys are watching my vlog and every discover. And I just want to say goodbye and to this one. And the first one, I want to say thank you for my friend Thanh Cong Lê and Quang Nam, Việt Nam, and share for me. And where do you aware how we can share we love for anyone? Cảm ơn các bạn watching and Eric Discover. Đây là lời nói chia tay của các vị. Xin chào các bác. Chúc các bác ở lại một những ngày tháng thì mình đang hẹn gặp các bác từ tháng sau. Thì con sẽ về Việt Nam rồi thì con sẽ nhà phong lễ sẽ dẫn con tới đây để thăm các bác nữa, một lần nữa. The first one này, Eric muốn cảm ơn là Thanh Công Lễ là Quảng Nam. Nếu các bạn có muốn ủng hộ những người nghèo khổ tại Quảng Nam, Nam Trà My, thì tại vì Eric không có ở Việt Nam cho nên các Eric cũng không có biết chi tiết nhiều, thì các bạn có thể thông qua cái video của Eric để truyền tải đến Thanh Công Lễ Quảng Nam. Thì trên nick Facebook của Thanh Công Lễ tên là QA Thanh Công QA Quảng Nam hay sao? Nhóm từ thiện quê Quảng Nam. Nhóm từ thiện We and Em có nghĩa là Quảng Nam. Dạ. Thì đó là Facebook của Thanh Công Lễ đó. Nếu các bạn nào có muốn chung tay hay muốn tài trợ gì thì có thể liên hệ thẳng với Facebook của Eric. Tại vì phải cảm ơn Thanh Công Lễ, tại nhờ các Thanh Công Lễ mà Eric biết được nhiều nơi ở đây cần những sự giúp đỡ. That's why với chung với cái tên là Share Your Love. Ok, cảm ơn các bạn và mong các bạn hãy cho Eric một cái subscribe và một cái like để mà ủng hộ. Và cảm ơn hai người đẹp này là ban đêm là đã cùng thức khuya dậy sớm để nấu ra những món bữa ăn rất là tinh thần cho các bé ở Nam Trà My họ. Ok, thank you, love you.